Thưa quý vị, khi dịch bệnh COVID-19 được kiểm soát tốt, việc đi lại tại cảng hàng không quốc tế Cần Thơ nhộn nhịp trở lại. Thời điểm gần đến Tết, nhu cầu này ngày càng tăng cao. 5 tuyến bay nội địa với tần suất 18 đến 20 chuyến mỗi ngày được các hãng hàng không duy trì liên tục từ đầu tháng 11 đến nay. Nếu so với những tháng trước đó thì tăng thêm 5 chuyến mỗi ngày. Tháng 12 tới, hãng hàng không Vietjet Air sẽ mở lại chuyến bay với các nước lân cận để đón kiều bào, du học sinh về nước ăn Tết hoặc phục vụ cho các chuyến tham quan của hành khách trong và ngoài nước. Nên hoạt động vận chuyển hành khách bằng đường hàng không sẽ còn nhộn nhịp hơn. Đáp ứng nhu cầu này, cảng hàng không quốc tế Cần Thơ đã xây dựng kế hoạch phục vụ Tết Dương lịch và Tết Nguyên đán. Trong đó, ngoài việc dự kiến tăng tần suất bay bình quân 25 chuyến mỗi ngày, còn phục hồi một số đường bay nội địa. Hiện nay, giá vé cho các chuyến bay đều đồng loạt tăng, các đơn vị bán vé đều mở bán sớm hơn mọi năm và giá vé tăng theo từng ngày. Sau mùa dịch thì các hãng đã có những cái điều chỉnh lại và sẽ có những cái khớp giá. Thì khách có thể mua sớm, có thể mua được cái khớp giá rẻ, và mua trễ thì phải mua cái khớp giá cao hơn. Theo đó, từ đầu tháng 11 đến nay, các công ty hàng không bắt đầu bán vé máy bay mùa lễ Tết cuối năm, nhất là các tuyến từ Hà Nội, Đà Nẵng về Cần Thơ và ngược lại. Bình quân mỗi tuần lượng vé bán ra tăng khoảng 20% so với tháng trước đó. Về giá vé, hiện nay tăng nhiều nhất là vé một chiều với mức tăng khoảng 20-30%. Vé khứ hồi thì mức tăng ít hơn khoảng 10%. Hàng không thì phục vụ theo cái nhu cầu, nếu mà nhu cầu tăng cao thì đồng nghĩa với cái giá vé nó cũng sẽ tăng. Vietravel cũng đã có những cái bước chuẩn bị, những cái series vé để phục vụ cho du khách trong dịp Tết lần này. Dịp Tết, nhu cầu đi lại tăng cao, trong đó hàng không là một trong những loại hình thu hút đông đảo hành khách. Mặc dù giá vé tăng trong dịp này, nhưng nếu mua theo kiểu mở bán trước thì giá vé sẽ rẻ hơn. Do đó, hành khách có nhu cầu cần theo dõi thông tin để có những tấm vé hợp túi tiền của mình.